Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên á, chúng ta biết rằng khi chúng ta tính cái cục tích phân này nè, nó sẽ ra một cái hằng số. Như vậy fx trong trường hợp này sẽ là x mũ 4 cộng cho x nhân cho a, tại vì cái cục này lúc nào cũng ra một số gì đó bất kỳ. Sau đó chúng ta lấy cái cục này nè, mình thế vào đây và vào đây. Chúng ta rút gọn x mũ 4 cho cả hai bên. Bây giờ giả sử nha, x mà bằng 0 thì khi đó cái cục này sẽ bằng 0. Tuy nhiên trong cái đáp án đây không có cục nào ra kết quả là số 0, cho nên trong trường hợp này x không thể nào là số 0 được. Cho nên mình chia hai vế cho chữ x. Nguyên hàm của x mũ 4 là x mũ 5 chia cho 5. Nguyên hàm của x là x bình phương chia cho 2 nhân với lại a. Và chúng ta có cận từ số 0 cho đến số 1. Cho nên chúng ta thấy số 1 và số 0 vào. Chúng ta rút gọn lại thì chúng ta còn lại cái cục này. Chúng ta để 1 chia cho 2a sang bên trái. Thì cái này chúng ta có a chia cho 2. Như vậy chúng ta sẽ có giá trị a bằng 2 chia cho 5. Như vậy chúng ta sẽ thế cục này vào đây. Sau đó chúng ta thấy rằng sau khi chúng ta đã thế xong, chúng ta sẽ thế cái cục này vào đây. Và chúng ta dùng máy tính Casio thôi. Và chúng ta ra kết quả là câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.